Một ngàn ba trăm sáu mươi hai Chính cách xếp loại Xếp loại theo sự diệt Xếp loại theo sự hư hỏng Xếp loại theo tội Xếp loại theo duyên khởi Xếp loại theo nhân sự Xếp loại theo nhóm Xếp loại theo nguồn sanh tội Xếp loại theo sự tranh tụng Xếp loại theo sự dàn xếp Một ba trăm sáu mươi ba Khi sự tranh tụng sanh khởi nếu cả hai phe đối địch của sự kiện đều đi đến, sự việc nên được công bố cho cả hai bên. Sau khi sự việc đã được công bố cho cả hai bên, sự thừa nhận của cả hai bên nên được lắng nghe. Sau khi đã lắng nghe sự thừa nhận của cả hai bên, cả hai bên nên được nói rằng, khi sự tranh tụng này của chúng ta được giải quyết, cả hai bên sẽ được quan hỷ. Nếu cả hai bên nói rằng, chúng tôi sẽ quan hỷ, hội chúng nên gánh giác sự tranh tụng ấy. Nếu tập thể có đông kẻ vô liêm sĩ, nên giải quyết bằng đại biểu. Nếu tập thể có đông kẻ ngu dốt, nên tìm kiếm vị rành rẽ về luật. Sự tranh tụng ấy được giải quyết bằng pháp nào, bằng luật nào, bằng lời dạy nào của bậc đạo sư, thì sự tranh tụng ấy nên được giải quyết theo như thế ấy. 1364 cần hiểu biết về sự việc, cần hiểu biết về thể loại, cần hiểu biết về tên gọi, cần hiểu biết về tội vi di phạm. Việc đôi lứa vừa là sự việc, vừa là thể loại. Parajika vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. Lấy vật không được cho, vừa là sự việc, vừa là thể loại. Parajika vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. Mạng sống con người, vừa là sự diệt, vừa là thể loại; barajika, vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. pháp thượng nhân, vừa là sự diệt, vừa là thể loại; barajika, vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. sự xuất ra tên dịch, vừa là sự diệt, vừa là thể loại; sangadisesa, vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. sự xúc chạm cơ thể, vừa là sự diệt, vừa là thể loại. Sangha Sesa vừa là tên ngoại, vừa là tội vi phạm. Lời nói dâm dục vừa là sự việc vừa là thể loại. Sangha Sesa vừa là tên ngoại, vừa là tội vi phạm. Tình dục cho bản thân vừa là sự việc vừa là thể loại. Sangha Sesa vừa là tên ngoại, vừa là tội vi phạm. Sự mai mối vừa là sự việc vừa là thể loại. Sangha Sesa vừa vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. Việc cho xây dựng cốc liêu do tự mình yêu cầu vật liệu, vừa là sự việc, vừa là thể loại. Sangha di sesa vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. Việc cho xây dựng trú xá lớn, vừa là sự việc, vừa là thể loại. Sangha di sesa vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. Việc bôi nhọ tỳ khưu về tội barajika không có nguyên cứ, vừa là sự việc vừa là thể loại. Sangha di sesa vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. Việc bôi nhọ tỳ khưu về tội parajika sau khi nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt vừa là sự việc vừa là thể loại. Sangha di sesa vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng, vừa là sự việc, vừa là thể loại. Sangha đi xê xa, vừa là tên ngoại, vừa là tội vi phạm. Vì không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của các vị tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ hội chúng, vừa là sự việc, vừa là thể loại. Sangha đi xê xa, vừa là tên ngoại, vừa là tội vi phạm vì không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khóa dạy vừa là sự việc vừa là thể loại sangha đi xê xa vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm vì không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu là kẻ làm hư hỏng các gia đình vừa là sự việc vừa là thể loại sangha đi xê xa vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm như trên. Việc đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng, vừa là sự diệt vừa là thể loại. Dukata vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. Dứt phần chính cách xếp loại là phần thứ năm. Tóm lược chương này. 1365 Công bố và thông báo thứ nhì và thứ tư sự việc lời đề nghị lời thông báo ranh giới và cả tập thể nữa hiện diện và thẩm vấn thú nhận xứng đáng luật sự việc và hội chúng nhân sự thiếu đề nghị lập lời đề nghị sau sự việc hội chúng người thông báo và sái thời quá nhỏ và lớn rộng các điểm mốc gián đoạn bóng râm ở bên ngoài, dòng sông và biển cả. Hồ nước và gối lên, trùm lên ranh giới cũ. Các nhóm 4 và 5, nhóm 10 và 20, không đem đã đem lại, thiết yếu giới hành sự, xứng đáng gửi tùy thuận. Người xứng đáng hành sự, công bố 5 trường hợp, thông báo 9 trường hợp. Thông báo đến lần 2 có đến 7 trường hợp. Lần tư 7 trường hợp. Sự tốt đẹp, an lạc, kẻ ác xấu, hiền thiện, và cả các lậu hoặc, oán hận và lỗi lầm, và cả sự sợ hãi, bất thiện hàng tại gia, ác xấu, không niềm tin, đã có được đức tin, sự tồn tại chánh pháp, và sự hỗ trợ luật, việc độc tụng giới bổn, ba ti mô kha nữa và về sự thiết lập giới ba thiết lập lễ tự tứ, khiển trách và chỉ dạy, xua đuổi và hòa giải, án treo và hành phạt tên parivasa, từ đầu manatta, Việc giải tội, phục hồi, đuổi đi cũng như thế, việc tu lên bậc trên, công bố và thông báo, thứ nhì và thứ tư, điều chưa được quy định điều được quy định thêm luật hiện diện ghi nhớ không điên được thừa nhận thuận số đông theo tội cách dùng cỏ che lấp sự việc điều hư hỏng tội phạm sự mở đầu giới nhân sự và nhóm luôn cả nguồn sanh khởi và sự tranh tụng nữa dàn xếp và xếp loại tên và tội tương tự tập yếu được chấm dứt Bài kệ tổng kết. Sau khi hỏi đường lối, các vị thầy tiền bối ở nơi này nơi khác, bậc có đại trí tuệ, tên gọi là Dipa, ghi nhớ điều đã nghe, có tầm nhìn bao quát, suy nghĩ rồi ghi lại, tóm lược chi tiết này, đem lại niềm an lạc cho những ai học hành bằng đường lối học tập theo phương thức trung gian tập ấy được gọi là bộ Parivara. Tất cả các sự việc cùng với điểm đặc biệt, ý nghĩa theo ý nghĩa đều ở trong chánh pháp, giáo lý theo giáo lý, ở trong điều quy định. Trải đều khắp lời dạy như biển cả bao quanh xứ jambu dipa, hiểu được bộ tập yếu, xác định pháp từ đâu, điều hư hỏng sự việc quy định quy định thêm nhân vật một hội chúng và luôn cả hai bên xuất phát từ lỗi lầm phổ biến trong thế gian ai hoài nghi sanh khởi dứt bỏ nhờ tập yếu như vua chuyển luân dương giữa đoàn quân vĩ đại sư tử giữa bầy nai mặt trời tỏa ánh sáng như trăng giữa đám sao như vị đại phạm thiên giữa tập thể phạm thiên như là vị lãnh đạo ở giữa đám đông người cũng tương tự như thế. Chánh pháp và luật này chói sáng nhờ tập yếu. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Diệu Pháp 72 trên 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, quyền Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại 028 36 20 84 38, Website Diệu Pháp Âm.net Kênh Youtube Youtube.com Trên Diệu Pháp Âm